cậu có còn là con người không? Bà ấy là mẹ ruột đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu đó. Tôi không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Tôi không thể để cho mẹ thất vọng. Bà ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này bình tĩnh sẽ chỉ càng nặng thêm thôi. Tôi không thể. Để bà ấy mang theo sự nuối tiếc mà ra đi. Con xem bọn họ, họ nhảy cũng đẹp đó chứ. Chú Tinh à, con nhìn họ nhảy thật tốt biết mấy. Con có thể đi cùng mẹ, thật tốt quá. Hoa Thái đã kiện cậu, tham ô lạm dụng công quỹ. Cơ quan công an cũng đã lập án rồi. Cậu định làm thế nào? Thanh Linh và người nhà họ Đoàn đều hận tôi đến chết. Đợi dồn tôi vào chỗ chết. Tôi có thể làm thế nào chứ? Đinh Hải, tôi cùng cậu đi tự thú nhé. Cậu biết đó, tự thú ít nhất có thể khiến cho cậu bớt tuổi nửa năm. Một năm. Có thể giảm án được chút nào hay chút đó. Đi thôi. Đứng dậy, cùng với tôi đi tự thú. Đứng dậy, cậu đứng dậy cho tôi. Đi tự thú. Tôi không đi, đi tự thú cùng tôi. Tôi không thể đi. Đinh Hải, sao cậu lại cố chấp đến như vậy? Cậu làm như vậy, nếu sao cùng người xui xẻ chỉ có một mình cậu thôi, cậu có biết không? Tôi thà chết cũng không thể để cho mẹ tôi thấy tôi ngồi tù. Tuyệt đối không thể. Đinh Hải, kết cục đã được định rồi. Vậy sao? Vậy tôi càng không để cho bọn họ được như ý. Tôi tuyệt đối sẽ không bị xét xử. Cũng tuyệt đối không ngồi tù. Tuyệt đối không. Đinh Hải, Đinh Hải, Đinh Hải, đừng qua đây. Cậu đừng qua đây, nhất định đừng manh động. Cậu nghe tôi nói, tôi đồng ý với cậu. Tôi nhất định sẽ đưa dì an toàn trở về quê. Không kể cho dì ấy thấy bộ dạng bây giờ của cậu, cậu mau xuống đi. Đừng qua đây. Sớm muộn bà ấy cũng sẽ biết. Bà ấy đã không thể sống được bao lâu nữa. Bộ dạng bây giờ của tôi đến gặp bà ấy tôi cũng không dám gặp nữa. Đồ hèn. Bây giờ cậu đã không nhân người rồi. Lẽ nào cậu còn muốn khiến cho mẹ mình kẻ đầu bài tiễn người tóc xanh sao? Cậu chết rồi bà ấy còn có thể sống được sao? Đừng quên, bây giờ bà ấy đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Muốn chết, cậu cũng phải tận hiếu với bà ấy đã. Đinh Hải, anh làm gì vậy? Mau xuống đây. Cô cũng đến rồi.
cô cũng đến để chế giễu tôi. Đến chút tự tôn cuối cùng cô cũng không cho tôi. Không ai muốn xảy ra án mạng cả. Anh mau xuống đi. Đinh Hải, anh mau xuống đây. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Giải quyết. Cách giải quyết của các người chính là đưa tôi vào trại giam. Đinh Hải, anh vẫn còn trẻ, anh vẫn còn cơ hội. Anh mau xuống đi, đừng cố manh động. Vẫn còn rất nhiều việc đợi anh làm đó. Cô im miệng. Đợi tôi chỉ có trại giam thôi. Còn có mẹ mà. A Hải, A Hải, nếu nói người có tội, tội đáng chết ngàn lần là mẹ. Là mẹ đã yêu cầu quá cao với con, đã yêu cầu con quá nhiều. Là do mẹ đã bắt con phải leo lên cành cao, kiếm càng nhiều tiền, mới ép con đến nỗi không còn đường để đi. Người đáng chết nhất là mẹ. A Hải của mẹ. A Hải, nếu như con nhất quyết muốn nhảy xuống, mẹ xin con hãy đợi mẹ. Mẹ nhảy xuống trước mẹ. Mẹ đứng im đó. Mẹ muốn làm gì vậy? A Hải, mẹ chưa từng thất vọng về con. Con có biết tại sao không? Con luôn là đứa con ngoan ở trong lòng mẹ. Mẹ chưa từng trách con. Con hãy chủ động đi tự thú đi. Hợp tác thật tốt để được hưởng khoan hồng. Sớm ngày ra tù sẽ bắt đầu lại từ đầu. A Hải, lẽ nào con muốn để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Con vẫn chưa báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ với con mà. Nếu thật sự con muốn nhảy xuống thì đúng là mẹ thất vọng vì con. Mẹ, A Hải, làm lại từ đầu nói thì dễ lắm. Con sẽ chỉ càng khiến cho mẹ thêm thất vọng thôi. Không, không đâu, sẽ không như vậy đâu. Không đâu, con sẽ chỉ khiến cho mẹ càng thêm thất vọng. A Hải, A Hải, A Hải, vấn đề tôi chuyển tiền ra nước ngoài, địa điểm và tài khoản đều đã nói hết rồi. Được. Tiếp theo chúng ta nói một chút về vấn đề của tòa nhà chưa hoàn thành Long Cảng Tân Thành. Hy vọng anh tiếp tục phối hợp. Anh đã thông qua con đường nào để nhận được dự án Long Cảng Tân Thành? Cảnh sát Lý. Cúc Sang Sang nói với tôi có một dự án bất động sản có thể kiếm tiền. Tôi thể hiện sự hứng thú của mình. Cô ta nói hạng mục đó chính là Long Cảng Tân Thành. Sau đó tôi đã dùng tiền công quỹ của Hoa Thái. Lúc đó Đinh Hải, chúng tôi vừa nhận được thông báo mẹ anh bệnh tình nguy cấp. Lãnh đạo cục đặc biệt phê chuẩn anh có thể đi gặp ấy lần cuối. Người đón anh lập tức đến ngay. Mẹ, xin lỗi con.
Hy vọng của mẹ đối với con đã trở thành áp lực, núi đá trên người con, đã khiến con mất đi phương hướng. Tha thứ cho mẹ. Mẹ, không phải đâu. Đức Tinh, ta muốn nghe con gọi thêm một lần mẹ. Mẹ, mẹ. A Hải, Tuyết Tinh là một cô gái tốt. Con phải biết trân trọng. Trân trọng nha. Hai đứa các con có thể hạnh phúc là nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Mẹ, bác sĩ, bác sĩ, mẹ, bác sĩ, mẹ, mẹ đừng dọa con, mẹ tỉnh lại đi, mẹ, bác sĩ, mẹ mau tỉnh lại đi. Anh đừng chạm vào bẫy, đừng chạm vào bẫy, bẫy vẫn chưa chết. Đinh Hải, thế nào rồi, thế nào rồi bác sĩ? Đinh Hải. Mẹ, ra ngoài thôi. Mẹ không thể bỏ lại con một mình. Bây giờ con không còn gì cả. Không thể nào đến mẹ cũng không cần con nữa. Không thể nào. Không được khóc. Mẹ tôi vẫn chưa chết. Không được khóc. Đã nghe thấy chưa? Đinh Hải, cậu đừng như vậy. Cậu như vậy gì đi cũng sẽ không an lòng. Mẹ mau tỉnh dậy đi. Mẹ vẫn chưa được hưởng phước không thể ra đi thế này được. Mẹ vẫn chưa nhìn thấy con bắt đầu lại từ đầu. Mẹ không thể đi. Mẹ, Đinh Hải, Đinh Hải. Cảm ơn hai người đã đến thăm tôi. Cảm ơn đã giúp tôi lo hậu sự cho mẹ. Đều là chuyện chúng tôi nên làm. Thực ra chúng tôi cũng không giúp được gì cả. Thiên Lãng và Thanh Linh đã lo liệu hậu sự của mẹ cậu. Nhờ tôi mang chút đồ của cậu, bảo tôi chuyển tới cho cậu. Còn cần em làm gì nữa không? Ở đây tôi có rất nhiều thời gian có thể tĩnh tâm lại suy nghĩ. Tôi mang những chuyện trước kia suy nghĩ lại rất nhiều lần. Tuy Tinh, tôi nói lời xin lỗi với em. Để đạt được mục đích, tôi đã lợi dụng em, đã từng bỏ rơi em vì lợi ích. Tôi đã từng làm tổn thương em sâu đậm đến vậy. Cuộc hôn nhân của chúng ta chính là một mối quan hệ sai lầm. Trong mối quan hệ này, chúng ta đã vì tư lợi cá nhân bản thân mà làm tổn thương lẫn nhau. Đinh Hải, em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh. Từ trước đến nay em chưa từng thật sự hiểu anh, thật sự suy nghĩ cho anh. Em không cần xin lỗi tôi đâu. Tất cả đều do tôi mà ra.
Có điều tôi tin, xin em tin rằng tôi đã từng thật lòng với em. Tôi thật sự đã từng yêu em. Cảm ơn. Cảm ơn anh có thể nói như vậy. Tuy vợ chồng chúng ta đã hết duyên phận, nhưng em hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Nếu có chuyện gì cần sự giúp đỡ, anh cứ nói. Em vẫn có thể coi tôi là bạn là đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Đừng quên, cậu còn có người bạn là tôi nữa. Có chuyện gì không tiện nói với Tuyết Tinh, cứ nói với tôi. Thanh Linh muốn tôi chuyển vài lời tới cậu, nói tất cả mọi chuyện đã qua rồi, quan trọng nhất là sau này. Cô ấy còn nói cô ấy đã không còn hận cậu nữa. Giúp tôi cảm ơn cô ấy. Có cần thêm lời xin lỗi nữa không? Không. Câu nói đó, có cơ hội tôi muốn chính miệng nói với cô ấy. Cải tạo thật tốt để sớm được ra ngoài, tự mình nói với cô ấy câu đó. Mọi người vẫn tốt chứ? Đều bận làm việc cả. Tiên Lãng bảo em nói với anh, cô ấy ở quốc tế Hoa Thái đợi anh, bảo anh đừng để cô ấy đợi quá lâu. Giúp tôi chuyển lời tới Tiên Lãng. Tôi rất cảm ơn việc cậu ấy bằng lòng cho tôi cơ hội. Có điều bảo cậu ấy đừng đợi tôi. Tôi sẽ không trở lại quốc tế Hoa Thái. Tại sao vậy? Lúc trước tôi muốn đi đường tắt, tôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn bị ổi. Tôi lại dựa vào mọi người để vào Hoa Thái. Như vậy chẳng phải lại đi đường tắt sao? Tôi đã đồng ý với mẹ sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu lại một cách đúng nghĩa, dựa vào chính bản thân mình. Lần này tôi sẽ không khiến cho mẹ phải thất vọng. Trường Thanh, sao bây giờ anh mới đến? Hẹn em đến đây làm gì? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì vậy? Ngày này 2 năm trước, Tôn Trường Thanh anh đã cầu hôn em ở đây. Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta. Chúc cho chúng ta luôn vui vẻ. Từ lúc nào mà anh trở nên lãng mạn như vậy? Bà xã, hôm nay anh đã đi gặp Đinh Hải, đưa đồ cho cậu ấy. Anh cảm thấy phương thức theo đuổi hạnh phúc của mỗi người có rất nhiều cách. Nhưng thứ hạnh phúc mà anh muốn có chính là em có thể mãi ở bên cạnh anh. Vì vậy Tôn Trường Thanh anh có thể lấy được em làm vợ, cũng là phúc phần tu dưỡng cả đời này của anh. Anh đúng là rảnh rỗi quá phải không? Lúc đó nếu không phải em kịp thời ngăn cản anh cùng với Đinh Hải còn có Lưu Thành Huy nữa, bây giờ anh cũng đã ngồi tù cùng bọn họ từ lâu rồi. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay anh còn chuẩn bị cho em một món quà lớn hơn nữa. Còn nữa sao? Chúng ta đi chúc mừng một chút. Được thôi, đi đi. Anh học sự lãng mạn này từ ai vậy? Ngồi máy bay mệt lắm đúng không? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta mau trở về thôi. Xe ở bên đó. Mau vào thôi. Nhìn xem con giúp mẹ sắp xếp. Mẹ thích không? Đương nhiên là thích rồi. Mẹ bay 10 mấy tiếng, đúng là có hơi mệt. Mau ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút. Con rót cho mẹ ly nước. Được rồi, được rồi, đừng bận rộn nữa. Nào, để mẹ nhìn con thật kỹ. Con về nước lâu như vậy, có gì đặc biệt muốn nói với mẹ không? Mẹ không có. Thật sự không có sao? Đúng là không có. Vậy Thiên Lãng thì sao?
Chẳng phải đã nói là không nhắc đến anh ấy rồi sao? Chẳng phải là mẹ đang lo lắng cho con sao? Những ân oán đã qua không thể buông bỏ được sao? Đừng lo lắng cho con rất tốt. Thật sự rất tốt sao? Vậy tại sao không nói với mẹ? Con có bạn trai rồi. Mẹ đang nói đến Hoàng Vĩ Tường sao? Nếu như con nói với mẹ, mẹ sẽ ngăn cản con sao? Đương nhiên rồi. Vậy chẳng phải rồi sao? Đây là mối dây mà chủ tịch đã gắn kết cho chúng ta. Vậy con không nghĩ sẽ suy nghĩ lại về Thiên Lãng sao? Chúng con đã là chuyện đã qua rồi. Thanh Linh à, hôn nhân cả đời này của mẹ đều rất bất hạnh. Mẹ không hy vọng con gái của mình đi vào vết xe đổ của mẹ. Bất luận tương lai con ở bên cạnh người đàn ông nào, mẹ cũng đều mong anh ta là người mà trong lòng con yêu nhất. Đừng vì một số chuyện mà suy nghĩ quá nhiều. Mẹ mong con được vui vẻ, càng mong con sẽ hạnh phúc. Có biết không? Còn chưa nói đến con người của Hoàng Mỹ Tường đó như thế nào. Mẹ nghe nói anh ta có hai đứa con rồi. Chỉ riêng chuyện này thôi mẹ đã cảm thấy anh ta không xứng với con rồi. Mẹ đó đừng vì chuyện của con mà lo lắng nữa. Con biết chừng mực mà. Ngược lại là mẹ, con nghe nói chú Đoàn vẫn luôn đợi mẹ trở về. Mẹ không muốn trở về thăm chú ấy sao? Bây giờ mẹ không muốn gặp ai cả. Mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Có con bên cạnh mẹ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nói bậy. Hạnh phúc của mẹ đối với con mà nói là chuyện quan trọng nhất. Mẹ đã bay 10 mấy tiếng đồng hồ, thấy đói rồi. Con đưa mẹ đi ăn đồ ngon. Đi. Ai vậy? Tôi Nam. Bà làm tôi tìm vất vả quá. Thanh Linh, ra ngoài nói chuyện với chị đi. Vào ngồi chút đi. Được. Làm thế nào chị tìm được chúng tôi vậy? Ngày nào dì Nam cũng đứng trước cửa nhà của chị. Chị đã đi theo dì ấy đến đây. Thanh Linh, em còn hận chị sao? Xin em đừng vì nguyên do từ chị mà phản đối họ. Tôi cũng hy vọng họ có thể ở lại bên nhau. Bởi vì tôi biết trong lòng mẹ hoàn toàn không buông bỏ được chú Đoàn. Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, phải giữ gìn sức khỏe. Tuổi tác lớn rồi không nên tức giận. Có một số việc cứ giao cho người khác xử lý là được rồi. Tôi vẫn luôn thực hiện tập phục hồi. Đã tốt hơn rất nhiều. Có thể đi lại rồi. Chỉ là không kiên trì được bao lâu. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ khỏe lên, không liên lụy tới bà đâu. Tôi không phải có ý đó. Tô Nam, bà về đi. Tôi tin rằng có bà ở bên cạnh, tôi sẽ khỏe lại nhanh hơn.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chị và mẹ mình cũng đã vì sai lầm của bản thân mà phải nhận sự trừng phạt rồi. Thanh Ninh, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Nếu em muốn chết tin, tôi đã không còn hận chị nữa rồi. Thật vậy sao? Em đã thật sự tha thứ cho chị rồi sao? Cứ để nó qua đi. Vậy nói gì thế, em đồng ý để Việt Nam quay về đoàn gia rồi. Tôi không phản đối bọn họ ở bên nhau, chỉ là tôi hoàn toàn không có ý định sẽ chấp nhận lại mọi người. Chúng ta ở bên nhau có quan trọng vậy không? Bà vì Tiên Lãng và Thanh Linh, gia đình trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã sớm nhìn rõ tất cả. Tô Nam, chỉ cần bọn trẻ đồng ý, tôi sẽ không phản đối Thiên Lãng và Thanh Linh ở bên nhau nữa. Về nhà đi. Chỉ là có một số việc không đơn giản như ông nghĩ. Có chuyện gì bà nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, có được không? Sau này ông sẽ biết thôi. Chính Hoa, hay là ông trở về trước đi. Ông yên tâm, lần này tôi sẽ không lặng lẽ bỏ đi nữa đâu. Cô là đội thần kinh, cô chưa xong với tôi đâu. Quyết tinh, bình tĩnh nào một chút. Tôi không bị trầm cảm, cũng không bị sảy thai, cũng không hoàn toàn mang thai. Là bà ta muốn hại tôi, không phải là tôi điên, là các người đã bị điên rồi. Các người đều điên hết rồi. Thanh Linh. Em còn nhớ bài thơ này không? Nhìn phản ứng của em, nhất định là vẫn còn nhớ hoàn cảnh phía lúc đó chứ. Cái khung hình này vẫn luôn được đặt trong phòng Thiên Lãng. Đây là Thiên Lãng dùng 5% cổ phần của Chính Thái để mua lại từ chỗ của Cúc Sang Sang. Trong những ngày em không ở đây, đây là vật gửi gắm tinh thần duy nhất của Thiên Lãng. Thanh Linh, em đừng trốn tránh nữa. Em vẫn còn yêu Thiên Lãng phải không? Tại sao phải trốn tránh? Tại sao không thể đối diện với trái tim của mình? Em trốn tránh thế này không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn làm tổn thương người yêu em sâu đậm là Thiên Lãng nữa. Vạn Tích, có lẽ anh đã quên thời khắc vui vẻ đó, đã bị chúng ta chôn vùi dưới mái hiên tình yêu. Em tưởng rằng là Thiên Lãng sao? Chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa. Em vẫn không thể chấp nhận Thiên Lãng sao? Là chị và mẹ của chị đã ép Thanh Linh ngày xưa phải biến mất, nhưng mà chúng ta đều phải chịu báo ứng rồi. Tuy tin, những chuyện lúc trước tôi đã đều quên hết rồi, đừng nhắc đến nữa. Không, em chưa quên. Nếu không em sẽ không chấp nhận Thiên Lãng, bởi vì nó là em trai của chị, là con trai của Trần Hoán Bình. Tuy em không nói, nhưng chị biết em hận chị, hận mẹ chị. Thanh Linh, em có biết không, vì Hoán Bình, người bị em căm hận đó, bây giờ bà ấy đang ở bệnh viện tâm thần.
Sao? Sao tôi không nghe ai nói gì cả? Đây là nỗi đau của cả nhà chị. Nói ra sẽ chỉ khiến cho vết thương của mình nặng thêm thôi. Đau. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi có thể hỏi không? Bởi vì Thiên Lãng biết được là mẹ đã dùng thuốc hại em tinh thần bất thường, khiến cho em gặp tai nạn mất trí nhớ. Vì vậy nhất quyết muốn đưa mẹ đến đồn công an để đầu thú. Không ngờ tinh thần mẹ mất kiểm soát. Kết quả này không ai ngờ đến. Thiên Lãng vô cùng tự trách, nhưng nó không hề hối hận. Bởi vì nó nói là do mẹ làm sai, bà ấy nên gánh chịu hậu quả. Nếu không, em quá vô tội. Thanh Linh, Thiên Lãng đã thật sự vì em mà bỏ ra tất cả. Em không thể cho nó thêm một cơ hội nữa sao? Quá muộn rồi, không còn cơ hội nữa. Tôi hiểu chủ tịch. Điều đó ông ấy sẽ không cho phép tôi và Thiên Lãng ở bên nhau. Hơn nữa, đúng là ông ấy cũng vì Thiên Lãng. Tôi không xứng với anh ấy. Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, người khác không có quyền nói gì cả. Duyên phận của tôi và Thiên Lãng đã sớm đứt rồi. Thanh Linh, nếu như hai người thật lòng yêu thương nhau, hãy đi cùng Thiên Lãng đi. Dù là lỗi của tôi không nên làm như vậy. Tha thứ cho tôi nhẹ một chút. Dù là lỗi của tôi, dù là lỗi của tôi, mẹ, dù là lỗi của tôi, tha thứ cho tôi được không? Mẹ, dù là lỗi của tôi, con là Thiên Lãng, con đến thăm mẹ đi. Thiên Lãng, Thiên Lãng, con trai. Mẹ, mẹ nhớ ra con rồi sao? Tốt quá rồi. Thiên Lãng, mẹ đã mua đồ chơi cho con, mẹ làm đồ ăn ngon cho con được không? Được, được, thật tốt quá. Gì? Mẹ, cô ấy là Thanh Linh, mẹ còn nhớ không? Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ, xin lỗi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ sao được? Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Cô còn ở đây. Ra ngoài, ra ngoài. Mua ra. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ, mời ra ngoài. Mẹ, sức của mẹ sao vậy? Bác sĩ, bác xem có chuyện gì vậy? Ra ngoài. Để cho tôi, để tôi. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Không sao rồi. Không sao, không sao. Hít thở sâu. Đừng căng thẳng, thả lỏng nào. Thả lỏng, bảo bọn họ ra ngoài đi. Thả lỏng, thả lỏng. Mau, ra ngoài trước đi. Không sao đâu, không sao. Thả lỏng. Thả lỏng. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Thả lỏng. Không sao đâu. Không sao. Không sao. Bác sĩ, mẹ tôi bà ấy tình hình thế nào rồi? Dường như bà ấy đã chấp nhận đối diện với một phần sự thật mà lúc trước không muốn đối diện rồi. Hình như cô là nhân vật quan trọng. Đừng lo lắng, đây là chuyện biến tốt. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thanh Linh, vừa rồi mẹ anh đã xin lỗi em. Bà ấy là thật lòng. Em biết, em đã cảm nhận được lời xin lỗi của dì rồi. Mẹ, con cũng xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Có điều nếu con không làm như vậy, chuyện này sẽ trở thành cái gai luôn ở trong lòng của tất cả chúng ta. Mẹ,
Tất cả mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Vì vậy mẹ cũng nhất định phải mau chóng khỏe lên. Yên tâm đi, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Thanh Linh, luật sư Trần nói em vẫn có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của mẹ anh. Điều đã qua cả rồi, những chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi, em không muốn nhắc lại nữa. Thật vậy sao? Em thật sự sẽ không truy cứu nữa. Nói thật, lúc trước em thật sự rất hận bà ấy. Nhưng lúc mà em nhìn thấy bà, em liền cảm thấy rất đau lòng. Bà ấy phải có bao nhiêu áp lực mới trở thành bộ dạng bây giờ. Em đã nói, những chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi, sau này mới là quan trọng. Hy vọng bà ấy có thể nhanh chóng khỏe lại. Anh thay mẹ mình cảm ơn em. Không, là bản thân anh cảm ơn em. Alo, giám đốc Trần, anh lập tức bổ sung thêm hàng qua đây. Theo tình hình tiêu thụ sản phẩm của chúng ta hiện tại, nửa tiếng nữa có lẽ sẽ bán hết. Nhanh lên nhé. Được. Anh đến lúc nào vậy? Không hổ là thương hiệu quốc tế, làm kinh doanh thứ bán đi quả như là danh tiếng. Tìm em có chuyện gì? Tìm em đi chúc mừng. Chúc mừng? Chúng ta vẫn còn chưa bán xong. Vậy được, anh đợi em. Anh đợi em ở công viên mà chúng ta hay đến. Không gặp không về. Em còn chưa đồng ý mà. Em không đến, anh sẽ tiếp tục đợi. Đợi đến khi em đến thì thôi. Cạn ly, vì Lam Đại. Anh cười gì vậy? Anh cảm thấy bây giờ chúng ta như thế này rất tốt, giống như là tình nhân vậy. Ngược lại, em mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc với anh giống như người yêu vậy. Tại sao? Lẽ nào em không nhìn ra anh đang theo đuổi em sao? Anh nói gì? Thật sự không nhìn ra sao? Vậy được rồi, bây giờ anh xin long trọng thông báo với em, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên mà chúng ta cùng nhau trải qua. Valentine vui vẻ. Sai rồi, đây chỉ là bữa tiệc chúc mừng mà thôi. Em vĩnh viễn cũng sẽ không cùng anh trải qua lễ tình nhân. Em đã có chồng chưa cưới rồi. Anh biết đó chỉ là lý do để em gạt anh. Em về nước lâu như vậy, anh ta vẫn chưa từng xuất hiện lần nào. Đoàn Thiên Lãng, là thật đó. Em thật sự đã có chồng chưa cưới rồi. Tuyết Tinh, sao rồi? Thiên Lãng, chị đã gặp bác rồi. Sao? Chị nói chị nhìn thấy bác sao? Chính là ông ấy. Chị đó không thể sai được. Em biết rồi. Về nhà nói sao? Vừa rồi Tuyết Tinh gọi điện đến nói dễ nhìn thấy bác. Chuyện này là thế nào? Em từ chối trả lời. Số cuộc bác ở đâu? Xin em hãy nói cho anh biết. Những chuyện mà anh muốn biết nhiều thật đấy. Đó là bởi vì những chuyện mà em giấu anh còn nhiều hơn. Thanh Linh, giữa chúng ta không thể thành thật một chút sao? Em rất thành thật, chỉ là em cho rằng rất nhiều chuyện em không cần phải báo cáo với anh. Số cuộc là tại sao em lại xa cách với anh như vậy? Chuyện này phải hỏi anh chứ. Em xin anh đừng đi theo em nữa có được không? Muốn đuổi anh đi thì phải nói rõ ràng cho anh.
Thế này đi, đi theo anh. Đi đâu cơ? Đi em đi ăn. Nhân tiện nói cho rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta. Em xin anh đó được không? Anh đem em về nhà thay bộ quần áo. Bộ dạng em thế này sao có thể đến phòng ăn được chứ? Em đặt phòng ở khách sạn từ lúc nào vậy? Em làm việc gì đều phải nói với anh sao? Nếu là Thanh Linh đặt phòng, Ngô Hoa nhất định sẽ nói với mình. Lẽ nào thật sự là chồng chưa cưới của cô ấy? Tên Đoàn Thiên Lãng này tính khí vẫn nóng vội như vậy. Đến ngay. Là chủ tịch.